Tiểu sử, nghệ sĩ Hoàng Sơn. Sau ánh đèn sân khấu, lấy vợ từng làm người mẫu và chuyện sinh con ở tuổi 50. Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn sinh ngày 15 tháng 6 năm 1966 tại tỉnh Bình Dương, nhưng anh sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn sinh ra trong gia đình có 10 người con, anh là con út. Cha mất sớm, một mình mẹ anh phải gánh vác công việc gia đình nên anh đã đi làm thuê từ rất nhỏ. Cuộc sống không yên ả, nhiều cực khổ, anh chưa từng nghĩ khi lớn lên sẽ có thể trở thành một nghệ sĩ như bây giờ. Thế nhưng, số phận đã đưa anh đến với nghệ thuật. Mặc dù con đường anh đi qua chẳng hề bằng phẳng chút nào, nhưng nhờ sự kiên trì, nỗ lực mà anh đã có được thành công như ngày hôm nay. Mấy chục năm gắn bó với nghề, anh là một trong những nghệ sĩ đã có tên tuổi và ít vướng vào scandal. Sau này khi đã lành nghề, anh hướng sang nghề đạo diễn hài kịch, con đường mà anh có thể giúp đỡ các đàn em, những bạn trẻ trong đường nghệ thuật của mình. Nhờ vào sự chăm chỉ, năm 1983, anh trúng tuyển vào trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh để có thể tồn tại và có tiền để học tiếp ở môi trường thành phố nhiều xa hoa. Anh đi làm bất cứ việc gì để có tiền ăn học. Năm 1989, anh ra trường với hy vọng được đi diễn những vai diễn quần chúng trong các đoàn kịch lớn. Thế nhưng con đường xin việc của anh không hề đơn giản mà đầy gian nan. Nhiều lúc anh cảm thấy nản lòng vì nghề diễn viên quá cực, cảm thấy tương lai của mình thật mập mờ. Thời gian đầu lúc mới đi diễn, anh phải đạp xe đi một quãng đường dài, ngồi chờ cả buổi, nhưng có khi cũng không được diễn vì những ngôi sao nổi tiếng khác đã có người thế chỗ. Lúc đó anh chỉ muốn về quê, bỏ nghề, nhưng khi nghĩ lại, anh thấy tiếc công sức cho những năm đèn sách của mình. Thế rồi anh lại quay trở về thành phố, tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới. Với tình yêu nghệ thuật chân chính, Hoàng Sơn dần trưởng thành, biết lau nước mắt mà diễn tiếp, biết làm ngơ, dửng dưng với những biến cố xảy ra. Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười khi thầy Hữu Luân, phó giám đốc nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã giúp anh xin vào được một sân khấu hài. Là diễn viên nổi danh ở lĩnh vực hài kịch, trên sân khấu, Hoàng Sơn luôn tràn đầy năng lượng, thể hiện hết khả năng để mang lại tiếng cười cho công chúng. Khi đóng kịch thì hết mình cho vai diễn, nhưng ngoài đời, Hoàng Sơn lại thích sự tĩnh lặng. Danh hài Hoàng Sơn lần đầu chia sẻ chuyện từng ngoại tình. Trong chương trình Là Vợ Phải Thế, diễn viên hài Hoàng Sơn từng xuất hiện cùng vợ người mẫu Diệp Thanh. Lần đầu tiên nam danh hài chia sẻ chuyện sai lầm của mình trong quá khứ khiến vợ phiền lòng. Nhưng cũng nhờ tình cảm và sự chịu đựng của vợ nên gia đình vượt qua sóng gió để có được hạnh phúc viên mãn. Dường như quá thân quen, Hồng Đào và Việt Hương đều không ngần ngại vạch trần quá khứ tình trường của Hoàng Sơn. Từ lúc trẻ đi cô gái hay giận hờn, năn nỉ, mọi chuyện đều không qua khỏi mắt Việt Hương. Hồng Đào cũng biết Hoàng Sơn từ thời còn trẻ nên chị tự tin tuyên bố, đời của Sơn, Đào nắm trong tay. Người mẫu Diệp Thanh quyết định dừng lại công việc đang ở đỉnh cao của mình, lui về sau chăm sóc cho gia đình nhỏ. Mặc dù đôi khi cũng nhớ nghề, cũng mong muốn quay trở lại sân khấu, nhưng tình yêu gia đình quá lớn nên Diệp Thanh quyết làm hậu phương vững chắc để Hoàng Sơn có thể toàn tâm với sự nghiệp. Người thứ ba vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm, bức bối mà gia đình nào cũng phải đối mặt. Khi được Hồng Đào hỏi về vấn đề này, Hoàng Sơn cũng rụt rè chia sẻ mình từng rơi vào trường hợp này khiến Hồng Đào rất bất ngờ. Hoàng Sơn cho biết, trong thời gian vợ vừa mới sinh em bé, Hoàng Sơn đã hẹn hò đi chơi với người yêu cũ. Diệp Thanh vô tình phát hiện Hoàng Sơn và người yêu cũ đi chơi ở Côn Đảo, chụp hình chung. Hồng Đào đã hỏi ngay trong chương trình là sao Hoàng Sơn không giấu mà lại để vợ thấy. Anh hài hước, hồi đó nghệ thuật giấu chưa đạt đỉnh cao. Quá thất vọng và tủi thân, vợ của Hoàng Sơn quyết định ẵm con, bỏ qua nhà bạn ở. Anh phải đi tìm vợ về. Hoàng Sơn chia sẻ, điều quan trọng là mình đã làm ra lỗi lầm, không thể phủ nhận là mình đã sai. Nhất là thời điểm đó cảm nhận của mình không đúng. Rồi vợ ẵm con đi khiến mình cảm thấy rất hụt hẫng, mất mát. Mình đã ngồi lại suy nghĩ, thật sự mình đã làm sai rất nhiều. Nhất định phải đi tìm kiếm nói chuyện với vợ để ẵm con về. Nam danh hài khẳng định, anh không chối bỏ mình đã sai khi có gia đình nhưng vẫn gặp người cũ. Vì thế anh khẳng định mình sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm một lần nữa. Sau ánh đèn lung linh trên sân khấu, cuộc sống của nghệ sĩ hài Hoàng Sơn tràn ngập tiếng cười,
khi luôn có người vợ kề bên đồng hành là cựu người mẫu Diệp Thanh. Cả hai đã kết hôn 30 năm. Vốn là người kín tiếng, nam nghệ sĩ ít khi chia sẻ về gia đình mình. Bởi thế, trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp, anh cùng người bạn đời đã hé lộ nhiều điều về cuộc sống hôn nhân. Trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội, một thời xôn xao về câu chuyện cướp cô dâu của nghệ sĩ Hoàng Sơn. Tuy nhiên, sau nhiều năm, bây giờ anh mới đính chính rằng bản thân chỉ dẫn cô dâu đi, chứ không cướp của ai. Vì lúc trẻ mê chơi, không biết quan tâm, lo lắng, nên cựu người mẫu Diệp Thanh từng bỏ về quê vì thấy tương lai mịt mù. Một hôm, chị nhắn tin cho anh nói rằng nếu anh không có ý kiến gì, chị sẽ đi xem mắt để kết hôn với người khác. Lúc đó tôi hoảng hồn, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân mới có thể về quê thuyết phục gia đình nhà gái. Về tới đó mọi thứ đều êm ả, mùa xuân đến. Anh dí dẫm chia sẻ. Sau 30 năm chung sống, hai vợ chồng đã có ba mặt con, hai trai, một gái, bé trai út năm nay 7 tuổi. Rơi vào cảnh cha già con mọn, Hoàng Sơn cho biết điều anh đau nhất là hàng xóm tưởng anh là ông nội khi thấy anh bế con. Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ, bản thân anh là người không thích đám đông và những nơi ồn ào, nên ít khi xuất hiện ở các sự kiện đông người. Hoàng Sơn nói, tôi chỉ tham gia họp báo những bộ phim nào do tôi đóng vai chính, còn những sự kiện mời tôi xuất hiện thì tôi rất là ngại, tính tôi không thích nơi đông người.